cha, không mà cho chú. Con đi hồi bữa cha đi làm, cha Hương đi làm á, cha Hương không có ai dẫn tụi con đi ăn bò bít tết, nên giờ cha Hương mới về, cha Hương mới thấy tụi con đói nên bây giờ cha Hương chẳng con đi. Mà mẹ không bơi, tại mẹ hồi bữa mẹ mới ăn cơm nhiều lắm mà mẹ no rồi, mẹ không muốn ăn nữa, mẹ ở nhà rồi. Gái ăn đi, gái uống nước gì vậy? Dạ giải. Hôm nay gái đi với ai nè? Dạ có cha Hương nè. Với ai nữa nè? Anh Hai nè. Dạ chào bà của chú Yên nha. Bữa nay nhìn thấy Vĩnh có da có thịt hơn rồi nè. Con lên ký 2 ký luôn. Đỡ rồi nè. Gái ăn nha con. Bữa giờ con ăn nhiều lắm nè. Đây là món khái khẩu của Thế Vĩnh ông bà cô chú anh chị. Bò bít tết. Bít tết. Mê món này quá trời. Mê mà con ăn hoài. Giờ cũng tối rồi, 8 giờ tối mà kêu cha dẫn con đi ăn đi, con thèm quá rồi, để sáng mai không được. Sữa ăn món gì ta? Dạ con ăn cái này. Con ăn bánh mì ốp la hả? Dạ. Với miếng pate nữa. Có pate trứng. Dạ đây là pate. Có 2 miếng pate. Cha còn xúc xích không? Không, anh Thanh cho em một miếng xúc xích đi. Dạ. Cảm ơn anh Hai. Cảm ơn anh Hai. Cay vô nha, không ăn xúc xích không nha. Phải ăn trứng nữa. Dạ. Nguyên quán có 3 cho con mình. Dạ. Bên đây có 3 cho con mình nè. Dạ ông bà cô chú anh chị thân mến, thì Cưng vừa mới đi Đắk Nông về, về lúc 7 giờ tối, xong tắm rửa ăn miếng cơm, xong cái dẫn 2 bạn nhỏ đi ăn bò bít tết. Dạ. Đầu đi Đắk Nông 4 ngày. Lúc đầu con tính định muốn đi rồi, tự nhiên nghĩ tới bụng tức thèm quá thôi. Chơi đi. Đi tìm cũng đi trên Đắk Nông cũng gặp được những hoàn cảnh cũng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là những em bé người đồng bào mà không quá. Bữa nào ta phải dẫn tụi con đi vô buôn làng gặp những em bé người đồng bào á, trời ơi thấy thương lắm, ăn cơm là không có gì ăn luôn á, chỉ có canh với cơm thôi, tội nghiệp lắm. Cho nên là tụi con có sung sướng hơn các bạn rất là nhiều. Cái dạ. Trà giả này hơi đắng. Vậy hả? Trà hơi nhiều hả? Dạ. Trà hơi nhiều con thấy đắng quá. Mốt đi với cha đi, không đứa nào chịu đi hết trơn à. Sao con? Trà ơi không có vào đi. Trà hút hết. Xúc xích nó mềm nó, con lấy mơ con lấy luôn. Con lấy muỗng sắn cũng được nữa anh Hai, bên đây này có thịt, con lấy muỗng sắn cũng được, khỏi cần nĩa, khỏi cần dao. Đúng rồi. Ủa nãy giờ ăn có mời bà cô chú chưa? Mời chú có mời cha chưa? Mời cha ăn. Thôi hai đứa con ăn đi, cha cảm ơn. Ngon cái ngon bà Thúng. Con cắm phòng bên đây. Bà Thúng ơi, bữa nay bà Thúng cũng lên mấy trăm gram đó nha. Cha con cắm chặt cho mày luôn. Tại bữa con bệnh con sụt ký á, bữa nay con mới trở lại hả cho con. Hồi nãy cha con ký vô sữa là mấy ký vậy? Sữa là 25,8 kg. Dạ là ít hơn là bữa rồi. Hồi bữa là gần 2 tháng luôn. Thì 25,8 kg gần còn 200 gram nữa là 26 kg rồi. Còn con nhiêu nè? Dạ con 200. Đắng quá. Con 28 kg. Từ 28 kg 40. Con hơn em chưa được 2 kg nữa. Nhưng mà con hơn em 4 tuổi luôn đó. Cho nên là con nhỏ hơn em nữa nha. Trời ơi con quất hết cái trứng rồi. Cái trứng nhỏ quá không đủ ăn. Phải gắng cố gắng ăn cho nó mập mạp lên. Mập. Giờ này con ăn nhanh. Ăn nhiều mà vừa dẻ vừa nhiều á. Con cần trứng. Dạ con thèm á. Ăn đi, ăn cho đỡ thèm đi. Mai ăn sáng gì cho dẫn đi ăn nè. Dạ. Cho mua hoặc cho mua. Con mới mì tam giác. Anh mang hai mình tam giác còn gì sữa.
Con thì ăn bánh mì tam giác. Rồi hai anh em muốn mình tấm giác luôn ha. Ok. Cha. Dạ. Tôi chấm cái này là ngon. Nào. Mẹ. À. Là ông bỏ á. À bỏ á. Ăn đi. Bỏ mấy thuốc. Ừ. Kiểu nó này này ăn nhanh, anh hai ăn nhanh quá rồi đó. Chân thà béo quá. Ngày nay lên quá chị ký luôn. Anh hai bữa bị tụt ký nên anh hai mới lên lại đó. Chứ anh hai lên ký gì? Anh tụt ký. Ừ, sữa cũng vậy, bữa bệnh tụt ký. Tụt như cái chân á, tụt tụt. Ăn nhanh đi nè. Ăn gần xong rồi. Anh hai ăn nhanh nè, đúng món phải khẩu anh hai ăn nhanh cực kỳ luôn. Con còn vài miếng thịt bò, miếng sắp dài. Chuẩn bị hai. Đi học trở lại rồi đó. Thứ hai đi học à? Nào mốt không được ăn bò bít tết nữa rồi, bye bye. Ở bên đây nó xa quá ha. Nó nghịch đường. Thấy chứ nó gần rồi, tháng nào cũng được ăn. Thì ăn thứ bảy chủ nhật, chứ ăn hoài món ngán con. Dạ. Sao cái dạ? Con gái. Chứ khi tao mới mà đi ăn bò bít tết thì nhìn thấy được như con ma. Bảy bít tết. Nè, sữa ở nhà ngoan không nè? Nhà ngoan, con đi học với có hấp 4 lần rồi con đến gì nè. Con học tiếng Anh con khóc 4 lần rồi hả? Sữa đi mới đi học 2 lần nó khóc 4 lần. Là con 2 là ai là sao khóc? Là con là mẹ. Đâu? Diễn tả lại đây. Là con nhảy. Nhảy hiểu chưa? Ừ. Con sữa nó mới đi học hồi thứ 4. Sữa đi học tiếng Anh bữa thứ 2, thứ 4. Không, bữa thứ 4. Ờ, thứ 4, thứ 6. Thứ 2 nghỉ mới có 2 ngày à. Mà khóc 4 lần. Khóc dữ vậy? Sao khóc? Con biết nè. Chắc không được gặp mẹ. Thiệt khóc luôn á hả? Dạ, mẹ, mẹ kể con vậy. Khóc thì không phải khóc dễ nghe. Khóc thì khóc, không phải đi học à. Giờ già khóc gì đi học khóc bị đòn mốt. Sang năm đi học khóc không? Vô lớp chòi khóc không? Hả? Ông bà cô chú anh chị thân mến. Lớp dạ. Chòi á, con Hồng sữa mai hôm nay á. Có nhiều bà cô chú anh chị tưởng là trà sữa năm nay lên lớp 1. Nhưng mà dạ trà sữa năm nay mới có 4 tuổi hà. Dạ, trà sữa đang mới vừa học lớp nhà trẻ rồi lớp mầm rồi sang năm lên lớp chòi. Dạ. Xong rồi sang năm nữa mới lên lớp lá. Trà ơi, sao nhiều đồ giờ con ăn nổi. Ăn nổi hả? À? Gán ăn đi còn nhiêu cho ăn phụ. Còn nhiêu còn hai nữa nè. Hay là anh hai phụ. Này cài quá rồi đó. Có nhiều bà cô chú chị xem clip trà sữa nó trà sữa già quá rồi, đi làm chứng minh nhân dân đi. Ngày mai cha dẫn con đi làm chứng minh căn cước nhân dân nha. Căn cước công dân nha. Ủa cha cái đó là cái gì vậy cha? Cái đó là giấy tờ tùy thân của người lớn á. Món tụi con lớn cũng phải làm. Tụi con nhỏ nhỏ thì tụi con chỉ có giấy thay sinh thôi. Cha ăn giải. Ờ lấy ra cho lấy ra. Để về nhà con ăn được. Em muốn ăn giải mà. Anh hai ăn phụ em cái gì đi. Trứng hay gì? Con hai còn ngon ăn trứng ngon con cũng ăn mà trứng con rất thích ăn. Trứng hai ăn ba tê phụ em đi. Phụ đâu? Nè, nay phụ ăn ba tê với em nè. Cảm ơn hai. Ăn đi tí này qua phụ. Hoặc là cha phụ. Ừ. Bởi sữa ăn lúc nào cũng hết. Tại vì em nó no rồi, con thèm con ăn thích. Mà tối thì em ăn nhiêu đó cũng được rồi. Tối em ăn không mỏi, gần có cái xúc xích rồi. Ủa cha ơi, đồ chấm rồi cho con ngủ. Tương ớt rồi. Giấy nè, giấy này chùi tay nè, nè, chùi tay, sữa, cảm ơn cha. Cảm ơn cha, ăn giải. Ờ, nè con thấy dịch. Nhìn hai nè sữa, trời tên. Con xúc xích, ăn đây con.
giờ con ăn bắt đầu ăn bánh mì tí nữa ăn mấy này sao. Mấy này quá đơn giản rồi. Hôm nay anh hai sang năm anh hai lên lớp 3 rồi. Quay qua. Quay qua quay lại hết lớp 3. Lớp 3 mà lùng hơn đứa lớp 2. Nhục chơi. Nhục quá hả? Dạ. Lớp 3 lùng hơn đi mập. Đi mập bự quá mà bự con quá. Thứ được bằng cha rồi. Con lùng hơn nó khoảng mấy cm. Lùng mà còn ốm hơn nữa. Con hết trứng. À, ba mẹ của Bin mập bự. Bin mập cũng bự luôn. Ăn xong rồi mấy ngày ăn nữa nè. Dạ. Ăn xong rồi mấy ngày ăn nữa. Cũng tuần ăn nữa. Tuần mới ăn nữa hả? Anh hai, em lấy gì? Em lấy tương cà. Ăn mà thở dài với ông thần. Nhanh về ngủ nè. Dạ cứ từ từ. Buồn ngủ. Cho ngủ là chị đương nhiên rồi. Sáng cho chị sớm đi làm. Sáng ngày ra rù đâu có rù ngủ chưa. Ăn gà ếch. Ăn gà ếch. Nói hả? Để mai chiều cho tạo nội dung cho hai anh em quay ha. Hai anh em kết hợp quay nha. Hay là cho quay chơi. Để cho tạo nội dung cho hai anh em quay. Nó mới chẹp. Giờ trà sữa giờ tụi con quay ông bà ớt chủ ông bà cô chú ít xem á, chuyện nhiều ông bà cô chú vậy lâu rồi hỏi cha hồi sao không thấy tụi con quay clip nữa, nhưng mà tại clip nó không lên nên sao ông bà cô chú vậy không thấy, hỏi thăm tụi con hoài cho đi đâu ông bà cô chú chị cũng hỏi thăm nên hỏi thăm sao không thấy trà sữa nó vẫn quay clip. Tao biết con ăn chân cái gì không? Gào. Gào giỏi quá vậy, giỏi quá ha. Nãy cha chạy xe xù đầu con luôn mà cha quên bột tóc con lại rồi. Xin lỗi con nha. Dạ nước nè. Cây nè anh hai uống của cha đi. Dạ. Con uống cái này. Đào ta giải đi. Ta giải tới gì nè con. Con gắng ăn đi. Còn em nó ăn được nhiều ăn không sao. Còn con ăn nhiều càng nhiều càng tốt. Nó xúc xích luôn đi con. Nó không phụ em cái tính luôn em. Cái nhà nào một miếng xúc xích bự cho bó vậy nha. Tém một miếng gì để ngớt nó uống. Sống vô miếng nào vậy? Chắc nhiều lên nào. Ăn rất ngon. Chén này miếng thương ngớt nè. Ngon. Đem lấy tiền ớt cho anh hai nha. Thôi đủ rồi. Anh ăn nhiều hay cũng chai chứ bộ. Mà nãy giờ anh hai uống nước ít. Ít mà hết nguyên ly. Ủa cha. Dạ. Cha đi cho quay clip dễ gì vậy? Cha đi trao bánh trung thu cho các bạn nhỏ người đồng bào á. Ở trong vùng cao á, vùng núi á. Rồi cha đi tìm chương trình học để đời nữa. Vùng núi người có nhiều. Nghèo khó là đúng rồi. Tại đúng rồi. Thấy thương. Có gì hết. Đúng rồi, thấy thương lắm. Bữa nào cha dẫn tụi con đi nha. Đi với cha cho hiểu cuộc sống người biết đây biết đó. Con hai mấy trứng. Con bự gà. Gà mất. Trứng gà. Mình đi vậy mình mới thấy cuộc sống của người đồng bào còn nhiều khó khăn đúng không? Để mình phải để mình là biết mình trân trọng cái những gì mình đang có. Rồi thậm chí mình có điều kiện thì mình chia sẻ cho các bạn nhỏ đúng không? Dạ.
vô là mất ăn rồi mẹ. Xong rồi anh Hai xong rồi kìa. Hai giỏi quá. Sữa còn một cái trứng. Ê, tụi con lại sữa ăn hết rồi. Còn tụi con đi mà tụi con thấy mấy bạn nhỏ trên vùng cao mà ăn cơm mà tụi con về mốt tụi con có gì tụi ăn mấy luôn. Tụi con không có đòi hỏi, với lại tụi con sẽ ăn, tụi con sẽ không bỏ mứa. Bữa giờ con ăn con đâu bỏ mứa đâu. Ừ, giỏi. Con ăn là con ăn hết. Với lại mình sẽ có được chơi, mình sẽ chơi, mình sẽ không có bỏ. Rồi quần áo cũng vậy nữa. Mình sẽ không có chê đẹp chứ xấu. Nè, cái con chùi cũng dính cái áo con kìa. Sữa nè, sữa này nó mấy bộ đồ chật á. Thằng em bị chật. Thay hoài không được. Tim, tim mập á. Em mập quá. Mập quá hả? Nói câu này. Em mập sao em? Em mập như con húng. Con gì? Con húng. Con húng là con gì? Là con húng á. Con húng hả? Con mập như bà thúng vậy hả? Nên mới con ăn uống ấy lại. Con không có ăn đồ ngọt nhiều nha. Dạ con biết rồi. Sữa nè là chơi tùy này. Nhưng mà ông bà tôi chú rửa bánh kẹo á, Thì con sẽ không ăn bánh kẹo của ông bà chú cho. Tại sao bánh kẹo của ông bà chú sẽ bị sâu răng á. Con không ăn. Con cảm ơn. Nhưng mà dạ con sẽ bớt ăn kẹo. Mà con sẽ bớt ăn kẹo, khi nào con có sâu răng rồi con sẽ được ăn. Bớt ăn ngọt, không ăn kem luôn nè, đồ ngọt nhiều quá muốn. Ú nu luôn. Gái ú nu quá xấu quá. Trời, có bình con tím hết mấy đứa nữa. Rồi, Thấy Vĩnh ăn thấy thương không? Còn sạch sẽ thế luôn. Cá nhanh em. Giỏi quá. Thấy thương quá. Rồi. Em cũng ăn hết luôn nè. Em cũng ăn rất là giỏi nè. Tôi hết, nó không cay. Thầy Vĩnh ăn cay kinh cũng thế thì chứ. Từ từ thôi con. Này cha, lát cha lấy bánh mì về ăn. Con là có một người coi kia thích ăn cay với ăn cay ghê. Nếu mình ăn không hết thì mình mang về để mình ăn sau ha. Đừng có bỏ. Tại vì mình phần mình đã ăn con rồi. Con không đó. Ăn cái này nữa đâu á. Ăn hai phụ không? Con ăn thêm miếng trứng rồi. Để cho phụ cho. Rồi, hai đứa ăn xong rồi ha. Dạ chưa. Thôi ăn không? Rồi, hả? Tôi không. Cha nhìn con uống tới nơi luôn em. Tới nơi là gì mà không? Nhìn này hả? Đi nước à. Ăn ai đâu mọi người. Uống sữa là uống nước cực kỳ nhanh. Xong đi nước. Giỏi quá. Rồi hai anh em xin lỗi. Rồi hai anh em chào tạm biệt bà cô chú luôn đi. Mẹ bà cô chú đi nhà. Tạm biệt bà cô chú. Dạ, chúc quý bà cô chú thật nhiều sức khỏe nè. Chúc bà cô chú đi nhà thật là nhiều sức khỏe. Rồi, con xin hai con xin phép chào tạm biệt và chú vừa xin hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Bye bye nè. Dạ, cảm ơn.